Cô chào các em học sinh thân mến. Các em ơi, vậy là cô trò của chúng ta cũng tạm xa nhau một thời gian khá là dài ha các em. Từ Tết đến bây giờ cũng rất là lâu. Sẵn đây cô thông tin cho các em biết luôn đó là khoảng một tuần lễ nữa là chúng ta sẽ được trở lại lớp ha. Được gặp thầy cô, bạn bè, chắc có lẽ là các em sẽ háo hức lắm. Nhưng mà đợi đến thời gian đó thì chúng ta còn một tuần lễ nữa. Và trong cái tuần lễ này thì các em vẫn tiếp tục học và kiến thức mới qua Internet các em. Như vậy thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà cái thời gian qua các em phải học ở trên mạng ha, gặp nhiều khó khăn. Cô mong là các em sẽ cố gắng thật nhiều hết em. Sẽ cố gắng thật nhiều để chúng ta vượt qua cái giai đoạn này, cũng sắp được đi học lại rồi ha. Thì các em thấy là trên màn hình của các em là ảnh của Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam các em. Thì nói đến Bác thì có lẽ là trong thơ ca Việt Nam có rất là nhiều bài văn, có rất là nhiều bài thơ đã viết về Bác Hồ kính yêu của Tổ quốc ha. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một cái bài mới và qua cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu thêm nữa về cái tấm lòng dành cho nhân dân, cho đồng bào của Bác. Đó là qua cái bài Đêm Nay Bác Không Ngủ của tác giả Minh Hoài. Bài thơ đã thể hiện được cái tình cảm và lo cho dân, cho nước, cho quê hương, đất nước, cho đồng bào, cho các chiến sĩ của Bác Hồ, cũng như là cái niềm tự hào, lòng kính phục, yêu thương của các anh đội viên dành cho Bác. Cô và các em, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Rồi các em mở tập ra, chúng ta viết tiết 93-94 bài Đêm Nay Bác Không Ngủ của tác giả Minh Huệ. Rồi, các em phải ghi bài vào trong tập cho đầy đủ nha. Rồi, một La Mã tìm hiểu chung. Và trên màn hình của các em là chúng ta thấy chân dung của tác giả nha. Đây là hình ảnh của tác giả Minh Huệ nè. Rồi, chúng ta vào một nhỏ tác giả. Như vậy thì em mở sách giáo khoa trang 66 ra. Ở sách giáo khoa trang 66 sẽ cung cấp cho chúng ta một số kiến thức về tác giả ha. Thì các em có thể nêu những cái hiểu biết của em về tác giả Minh Huệ. Thì tác giả Minh Huệ, ông tên thật là Nguyễn Thái, sinh năm 1927, mất 2003, quê ở tỉnh Nghệ An. Và ông tham gia vào viết văn làm thơ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Thì ngoài viết thơ làm thơ ra thì ông còn viết ký và viết phê bình văn học. Viết những bài phê bình văn học. Rồi, đối với tác giả thì chúng ta chỉ cần nhớ một số nội dung chính. Hai nội dung chính này thôi. Thấy không? Vậy thì nè, chúng ta sang phần hai nhỏ tác phẩm nè. Tức là cái văn bản Đêm Nay Bác Không Ngủ đó. Thì ở phần tác phẩm này các em cũng dựa vào phần chú thích sách giáo khoa trang 66. Các em sẽ cho cô biết coi bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào và việc được viết theo thể thơ gì. Hoàn cảnh sáng tác. Thì vào mùa đông năm 1951, trong cái bối cảnh thì trời mưa lâm thâm và rất là lạnh, bên bờ sông Lam của Nghệ An, thì tác giả đã nghe một cái anh bạn của mình là một chiến sĩ vệ quốc quân kể chuyện được chứng kiến về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường người đi chiến dịch biên giới thu đông năm 1950. Tức là Minh Huệ được nghe một người bạn của mình, và người bạn đó đã chứng kiến lại cái cảnh là Bác đã không ngủ để lo cho các chiến sĩ trong cái chiến dịch này. Và sau khi nghe thì Minh Huệ vô cùng xúc động và ông đã viết nên cái bài thơ này. Như vậy thì bài thơ này được viết vào mùa đông năm 1951, em em. Và được viết theo thể thơ gì thì chúng ta thấy là trong cái bài thơ sách giáo khoa trang 63 chúng ta cũng đọc, thì chúng ta thấy mỗi một câu thơ nó có 5 tiếng thôi ha. Và mỗi một khổ thơ thì nó có 4 câu. Thì đây là cái nó thuộc thể thơ đó là 5 tiếng thì người ta gọi là thể thơ ngủ ngôn ha. Ngủ ngôn em em. Đó. Thể ngủ ngôn.
Đây là cái lược đồ về cái chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 nè. À, chiến dịch biên giới thu đông năm 1950. Rồi, hình ảnh của bác trong chiến dịch nè nha. Hình ảnh của bác Hồ trong chiến dịch biên giới. Rồi, phương thức biểu đạt của cái bài thơ này đó là từ sự kết hợp miêu tả và biểu cảm, tức là có yếu tố miêu tả và cái thể hiện cái tình cảm, người ta gọi là từ sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Thì bài thơ giống như là một câu chuyện gì bác ha, là một cái câu chuyện gì bác, và cô sẽ kể tóm tắt về cái diễn biến của câu chuyện này trong cái bài thơ này như thế này ha. Và cái phần này các em không cần ghi ha, cái line này em không cần ghi, nội dung này không cần ghi, không cần viết. Thì bác Hồ đã đến thăm một cái đơn vị bộ đội và nghỉ qua đêm tại nơi đóng quân ha, tại nơi đóng quân. Thì trời đã khuya rồi và trời thì là lại mưa lâm thâm và rất là lạnh giữa rừng. Thì khi mà các anh đội viên á, đã chìm vào giấc ngủ rồi á, thì lúc bấy giờ bác vẫn còn thức ha. Thế là có một anh đội viên đã thức dậy lần thứ nhất và thấy bác đang ngồi bên bếp lửa rồi đi dán chân cho từng người. Thế là anh đội viên này đã năn nỉ và mời bác đi ngủ ha. Thế là lần thứ hai anh vẫn thấy bác còn đó. Thế là lần thứ ba thì anh thức dậy và thấy bác vẫn còn thức, anh lo cho bác ha, anh lo cho bác ha. Thế là trong cái bối cảnh trời đã gần sáng, anh đã tâm tình với bác và cùng thức luôn với bác ha, thức luôn cùng bác. Đó là cái diễn biến của câu chuyện, và cái bài thơ này đã ghi lại ha, đã ghi lại những cái diễn biến đó. Và cái phần này các em không cần ghi nha. Đây hình ảnh của bác Hồ. Rồi bây giờ trước khi vào bài mới ấy, thì làm trước khi chúng ta tìm hiểu cái chi tiết nội dung của bài học ấy, cái phần đọc hiểu ấy, và phần hai la mã, thì cô sẽ đọc trước cái bài thơ này cho các em nghe và các em sẽ mở sách ra và tự đọc nha. Cô đọc rồi các em phải tự đọc nữa. Đêm nay bác không ngủ, các em đọc giọng nhẹ nhàng truyền tải được cái cảm xúc ha, thể hiện được cái tình cảm của bác dành cho các anh đội viên cũng như là cái tình cảm của các anh chiến sĩ dành cho bác. Anh đội viên thức dậy thấy trời khuya lắm rồi mà sao bác vẫn ngồi, đêm nay bác không ngủ, lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái liều trở nên xơ xác. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dán chân từng người một, sợ tráng mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ, bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú hứa việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn, không biết nói gì hơn. Anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn, vì bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài, gừng lắm nhóc lắm mụ. Đêm nay bác không ngủ, lấy sức đâu mà đi. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, trần lâu êm phân phất. Anh vội vàng nằng nặc mời bác ngủ, bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Bác thức thì mặt bác ngủ không an lòng. Bác thương đồng dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, gãy lá cây làm chiếu, anh áo phủ làm chân. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng đương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn bác, bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác và Hồ Chí Minh năm 1951. Minh Họa in trong tập thơ Việt Nam năm 1945, năm 1975, nhà xuất bản tác phẩm mới Hà Nội năm 1976. Và đó chính là bài thơ nhé em. Đối với bài thơ này thì chúng ta sẽ bổ dọc cái bài thơ, chứ là sẽ đi phân tích cái tâm trạng, cái diễn biến tâm trạng của anh đội viên
và cái nhìn của anh Thổi Viên về Bác như thế nào. Và chúng ta sẽ phân tích cái hình ảnh của Bác Hồ trong bài thơ này ha. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ xẻ dọc cái bài thơ để chúng ta tìm hiểu chi tiết về nội dung của bài thơ ha. Đó là cô không có cắt ngang, không có chia bố cục cắt ngang từ mấy mấy, nhưng mà bổ dọc thì một hồi đó lần thứ nhất và lần thứ ba thức dậy của anh Đội Viên, chúng ta cũng phân tích theo cái đường đó thôi ha. Chúng ta vào hai là mã được hiểu văn bản một nhỏ, tâm trạng và cái nhìn của anh Đội Viên. Như vậy thì tâm trạng và cái nhìn của anh Đội Viên được thể hiện qua những lần mà anh đã thức và thấy Bác vẫn không ngủ ha. Và anh thể hiện cái tâm trạng và cái cách nhìn của mình như thế nào thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. À, lần thứ nhất nè, lần thứ nhất chúng ta thấy là nó bao nhiêu khổ thơ nè. Chính khổ thơ đầu, chúng ta thấy chính khổ thơ đầu nè là tả lại cái tâm trạng cũng như là cách nhìn của anh Đội Viên khi mà nhìn thấy Bác vẫn chưa ngủ ha. Bác vẫn chưa ngủ. Như vậy thì là chúng ta coi lại cái lần thứ nhất là anh đột nhiên thức dậy thấy trời khuya lắm rồi mà sao Bác vẫn ngủ, đêm nay Bác không ngủ. Như vậy là điều đó làm cho anh ngạc nhiên vì trời đã khuya mà Bác vẫn còn ngồi chưa ngủ ha. Vì sao vậy? Chúng ta biến vào cái sự lo lắng cho dân, cho nước và nhất là cho những cái chiến sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường lúc bây giờ, trong cái điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, không thiếu thốn đủ thứ, không có đầy đủ. Và điều đó là cái điều mà gọi là tất cả đối với Bác ha. Bác điều hướng đến những chiến sĩ, đến đồng bào thì cũng vì lo cho nhân dân, cho đất nước ha. Lo cho nhân dân, cho đất nước trong công cuộc chiến đấu. Ngạc nhiên vì trời đã khuya mà Bác vẫn ngồi. Em kết hợp ghi bài vào em. Có thể là câu hỏi thì các em không ghi nha. Đây là hình ảnh minh họa gì đó thì không thể ghi. Nhưng mà chúng ta ghi theo cái diễn biến. Cô xin lỗi, chúng ta ghi theo cái bố cục từ trên xuống dưới. Một la mã xong thì chúng ta đến hai la mã nha. Rồi một nhỏ, rồi tới hai nhỏ, liên tục như thế này ha. Là cái ý thứ hai trong cái lần thức dậy, lần thứ nhất này thì là anh Đội Viên thấy Bác vẫn vẫn chưa ngủ và điều Bác làm đó là cái gì? Bác đốt lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ. Thấy không em? Đốt lửa. Anh Đội Viên nhìn Bác càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Anh Đội Viên cảm thấy vô cùng xúc động ha. Cũng giống như là tác giả vô cùng xúc động khi hiểu rằng Bác là người đã đốt lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ. Rồi, niềm xúc động lớn hơn nữa khi thấy Bác đi dán chân và đi với những bước rất là nhẹ nhàng. Đi dán chân với những bước rất là nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Anh Đội Viên mơ màng nè. Cô xin lỗi. Rồi Bác đi dán chân từng người một. Sợ cháu mình giật tột, Bác nhón chân nhẹ nhàng. Đó là sợ như anh Đội Viên này là giật mình tỉnh giấc đó. Đó là Bác đi một cách nhẹ nhàng với hình ảnh. Chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh của Bác Hồ trong cái bối cảnh này. Và anh đã mơ màng cảm thấy sự lớn lao gần gũi của Bác. Đó là rồi anh Đội Viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng Bác cao lồng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng. Đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và ẩn dụ. Ẩn dụ ở chỗ nào các em? Người cha mái tóc bạc và so sánh là bóng Bác cao lồng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng. Đây biện pháp thủ pháp so sánh ẩn dụ. Như vậy thì ẩn dụ này là các em chưa học tới nhưng cô cũng nói sơ qua. Ẩn dụ là gọi tên sự vật sự việc này bằng tên sự vật sự việc khác dựa trên hai sự vật sự việc này có mối tương đồng với nhau. Tương đồng là giống nhau, làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Đó. Như vậy thì biện pháp ẩn dụ đó là cái biện pháp đó là câu thơ người cha mái tóc bạc. Thì lúc bấy giờ Bác Hồ không được gọi là Bác Hồ nữa ha, mà được gọi trong thơ, trong câu thơ được gọi là người cha. Như vậy giữa người cha và Bác Hồ là có điểm gì giống nhau ha? Thứ nhất, tuổi của Bác có lẽ là ở độ tuổi của cha mẹ của những anh bộ đội. Cái điểm giống nhau thứ hai đó là cái tình thương
cái tình thương mà bác đã dành cho các anh chiến sĩ, ha, các anh đội viên, cũng giống như là cái tình thương của vị cha già dành cho con của mình. Đó. Dành tất cả những sự yêu thương, đi dám chân, đắp lại chân, rồi đốt lửa, ha, cho từng người một để sưởi ấm họ. Thì nó giống như là cái tình cảm của người cha cao cả, ha, dành cho con yêu của mình. Ha, do đó là ở đây tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật so sánh ẩn dụ bóng mát cao lòng lòng, cao lòng lòng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Cái tình cảm ấm ở đây là có thể là vừa là lửa đốt lửa để sưởi ấm, cũng có thể là cái tình cảm ấm áp của bác để dành cho các anh bộ đội. Em tôi giải thích thêm phần này, thì qua đó chúng ta thấy được cái tình cảm thân thiết và sự ngưỡng mộ của anh đội viên đối với bác, ha, thể hiện được cái tình cảm thân thiết và sự ngưỡng mộ của anh đội viên đối với bác, và cái sự xúc động cao độ hơn nữa nên là xúc động, thảm động trước hình ảnh của bác. Thì anh đã thốt lên, ha, thốt lên một câu hỏi thì thầm và đầy tin yên và lo lắng cho bác. Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Ha. Thể hiện cái tình thương yêu, sự cảm phục trước tấm lòng của bác. Ha. Thì tình thương yêu, sự cảm phục trước tấm lòng của bác. Ha. Những cái nội dung này các em sẽ ghi vào trong vở nha. Rồi chúng ta xong hình thứ hai, đó là cái lần thứ ba thức dậy. Vì tại sao không có lần hai mà có lần ba? Một hồi chúng ta sẽ lý giải điều này. Lần thứ ba thức dậy đó là chúng ta tiếp những cái khổ thơ tiếp theo. Sáu khổ thơ tiếp theo nè em. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh. Trần câu im phân phất. Đây là câu vơ. Những cái câu xin lỗi, đây là những câu thơ miêu tả về hình ảnh của bác. Trời sắp sáng mà bác vẫn ngồi đinh ninh. Ngồi đinh ninh là ngồi như thế nào các em? Ngồi trong một tư thế không thay đổi. Ha. Bác đang lo nghĩ cho dân, bác đang lo cho những bộ đội đang ngủ ở ngoài rừng trong đêm nay, ha, sẽ thiếu những cái điều kiện ấm áp để có thể ngủ ngon, ha, lo cho sức khỏe của họ tham gia vào chiến đấu ngày mai. Đó, bác vẫn ngồi đinh ninh trần đấu im phong phất. Đó, thấy được là vô cùng cảm động trước cái tình yêu bao la của bác Hồ. Và sự lo lắng nó trở thành cái sự hoảng hốt, sự hốt hoảng và năn nỉ bác đi ngủ. Ha. Anh hốt hoảng giật mình, ha. Thế là anh vội vàng năn nỉ bác, nằng nặc. Mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng bác rồi, bác ơi, mời bác ngủ. Ha. Cái điệp từ được lặp lại, mời bác ngủ bác ơi, mời bác ngủ. Ha. Câu thơ nhắc lại hai lần, mời bác ngủ bác ơi, cho thấy được cái tình cảm. À, cái sự lo lắng thương yêu của anh đội viên và thấu hiểu được cái tấm lòng mênh mông của bác. À, bác bác thức là vì lo cho các anh bộ đội, thấu hiểu được cái tấm lòng mênh mông bao la của bác, thế là anh quyết định thức luôn cùng bác. À, anh quyết định thức luôn cùng bác. Và qua những cái chi tiết đó thì chúng ta có thể thấy được đó chính là cái lòng kính yêu vừa thiêng liêng là vừa gần gũi, là cái lòng biết ơn và là niềm hạnh phúc, niềm tự hào về một cái vị lãnh tụ vĩ đại mà vô cùng bình dị. Bác là người vĩ đại vô cùng, bác là vị lãnh tụ của quốc gia, của cả một dân tộc Việt Nam. Thế là thế mà trong cái cách sống hàng ngày, trong cái sự thương yêu của bác dành cho mọi người vô cùng bình dị và giản dị, nhưng nó rất là cao cả, rất là cao cả về thiêng liêng. Đó, lòng tính yêu vừa thiêng liêng. Cái phần này là nhắc lại nha mẹ. Như vậy thì tại sao có lần thứ nhất và lần thứ ba mà không có lần thứ hai? Câu hỏi dành cho các em là tại sao nhà thơ không kể và tả lần thứ hai của anh đội viên thức dậy, lần thứ hai không có, hay là như thế nào mà lại không nói? Tác giả dùng dấu ba chấm trước cái lần thứ ba thức dậy đó, chúng ta thấy chưa? Sách giáo khoa trang 64 trên cái tấm ảnh mà minh họa về bác đó, thì dấu ba chấm đó thay cho cái lần thức giấc thứ hai. Điều này cho thấy được là trong cái đêm ấy thì anh đội viên này
cũng nhiều lần tỉnh giấc và lần nào cũng thế, cũng chứng kiến được là bác không ngủ. À, cũng chứng kiến là bác không ngủ. Từ lần 1 đến lần 3 cái tâm trạng và cảm nghĩ của anh mới có sự chuyển biến rất là rõ rệt. À, lo lắng vô cùng cho sức khỏe của bác, sợ bác sẽ ốm nếu như mà tiếp tục vẫn còn thức. Thế nên như vậy thì đó là phải chăng đây là cái đêm trong muôn vàng những đêm mà bác không ngủ được, khi là suy nghĩ để mà cứu nước cứu dân, thế nên lo cho nhân dân, lo cho đồng bào, lo cho đất nước. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần hai nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hình tượng của bác Hồ. Hai nhỏ, hình tượng của bác Hồ. Như vậy thì là hình ảnh của bác được khắc họa trong cái hoàn cảnh thời gian và không gian nào? Trong hoàn cảnh thời gian và không gian nào? Đó là thời gian là vào trời khuya, trời đêm khuya. Bên cái bếp lửa, trời thì là mưa lâm thâm, mưa phùn đó. Và cái mái điều tranh sơ sát không đủ ấm áp, không đủ ấm áp. Tìm những cái từ ngữ miêu tả cử chỉ và hình dáng của bác, các em sẽ nêu nhận xét về việc sử dụng những cái từ ngữ và các biện pháp nghệ thuật ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái từ ngữ thể hiện cử chỉ của bác nè. Cử chỉ là đốt lửa, đi dém chân cho từng người và nhón chân nhẹ nhàng. Điều đó thể hiện được điều gì các em? Cái tấm lòng lo lắng, ân cần, chăm chút yêu thương của bác dành cho các anh bộ đội. Cái tình yêu thương bao la và mênh mông lắm. Luôn nói là bác Hồ có tình yêu bao la. Luôn có tình yêu bao la. Và cái hình dáng của bác đó là chúng ta thấy những cái từ ngữ là vẻ mặt trầm ngâm, mái tóc bạc, ngồi đinh ninh, trùm râu im phân phất, cao lòng lọng. Và những cái từ gạch chân đó là những cái từ lái, cái biện pháp tương tự so sánh và ẩn dụ để gợi lên hình ảnh của bác Hồ rất là cụ thể, chân thực và sinh động. Và bác rất là gần gũi thân thiết, là vừa cao cả thiên liêng, vừa gần gũi thân thiết, bình dị, là vừa cao cả thiên liêng. Ok, em nhớ viết bài vào nha. Rồi, thời gian, không gian, cử chỉ, hình dáng. Bây giờ đến lời nói và tâm tư của bác được diễn tả như thế nào qua cái hình ảnh thơ. Qua đó em có suy nghĩ gì về cái tình cảm của bác dành cho các anh đội viên? Lời nói nè. Hay lời nói bác chỉ nói vắn tắt và gọn nhẹ thôi. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đến giờ. Bác thức thì mặt bác ngủ không an lòng nha. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đến giặt. Những câu này, những liệt ngữ này được lặp lại hai lần, phải chăng có những lần thức giấc khác thì cũng có thể là ba lần, bốn lần, nhiều hơn nữa. Anh em, bác chỉ nói vắn tắt để cho anh đội viên yên tâm và đi ngủ. Cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đến giặt. Được lặp lại, chúng ta thấy là trong bài thơ này được nhắc hai lần, nhưng mà có thể là nhiều hơn nữa nha. Và nó bộc lộ được cái nỗi lòng và sự lo lắng đối với bộ đội và nhân dân của bác. Bác thương đoàn nhân công đêm nay ngủ ngoài rừng, lấy gãi lá cây làm chiếu, manh áo phụ làm chăn. Lòng yêu thương của bác, sự chăm lo ăn cần chu đáo của bác đối với chiến sĩ và đồng bào. Bác lo lắng, thương yêu vô bờ bến. Rồi, câu chuyện về một đêm không ngủ của bác có thể kết thúc ở đây. Việc tác giả viết thêm khổ thơ cuối có ý nghĩa gì các em? Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông. Anh thức luôn cùng bác, đó là anh đội viên đã quyết định thức luôn cùng bác. Nhưng mà đến khổ thơ cuối, đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh. Câu chuyện về một đêm không ngủ của bác có thể kết thúc, nhưng việc tác giả viết thêm một khổ thơ cuối có ý nghĩa gì? Như vậy đây là khổ thơ cuối nè. Đây là một đêm trong vô vàn những đêm bác Hồ không ngủ. Bác không ngủ vì lo việc nước, thương bộ đội, thương dân công. Đó là một lẽ thường tình của cuộc đời bác. Các em hiểu điều đó không? Cả cuộc đời bác chỉ dành chọn cho non sông, cho đất nước, cho quê hương, cho đồng bào, dân tộc. Do đó, đây không phải là chỉ là một đêm bác không ngủ được không đâu, mà đó là một trong vô vàn những đêm bác đã không ngủ. Bác thức vì lo cho nhân dân, lo cho đất nước, lo cho tổ quốc, lo cho quê hương đang bị dày xéo và tìm đường để cứu,
cứu nước. Vì cả cuộc đời của người đã dành trọn cho nhân dân và cho tổ quốc rồi. Do đó khổ thơ cuối rất có ý nghĩa, đúng không nào? Nói cho chúng ta biết được là một người đã hy sinh cả cuộc đời, trọn cuộc đời của mình vì quê hương đất nước, vì non sông, vì đồng bào dân tộc. Từ đó chúng ta có thể thấy được là hình ảnh Bác vĩ đại và cao cả biết dù nào. Tình thương của Bác bao la và mênh mông biết dù nào. Đó, khổ thơ cuối là một đêm trong vô vàn những đêm nè ha. Em ghi vào trong vở nha. Rồi, như vậy là bài đến nay mình đã phân tích xong rồi ha mấy em. Thì chúng ta thấy là cái ý nghĩa của văn bản này gửi đến chúng ta cảm nhận được cái điều gì sau khi chúng ta đã đọc qua, học qua cái bài học này, học qua cái tiết học này, thì chúng ta thấy được là cái văn bản nó có ý nghĩa, là nó thể hiện được cái tấm lòng yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội và nhân dân. Tình cảm đồng thời thể hiện được cái tình cảm kính yêu, cảm phục của bộ đội và nhân dân đối với Bác. Là hai triệu ha, vừa cảm nhận được tình cảm của Bác Hồ dành cho nhân dân, cũng vừa cảm nhận được cái niềm kính yêu, sự cảm phục của nhân dân dành cho Bác. Đó là cái ý nghĩa của văn bản nha em. Thì bài học của mình đến đây là tạm dừng, thì chúng ta sang phần ba la mã. Chúng ta sẽ tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật nha. Em có thể viết cái ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 67 dòng. Tuy nhiên ở đây cô sẽ rút ra hai cái phần: giá trị nội dung và nghệ thuật. Cái nghệ thuật nổi bật của bài thơ này là gì nè? Đó là thể thơ năm chữ có nhiều vần liền thích hợp với lối kể chuyện. Thứ hai là kết hợp với từ sự miêu tả và biểu cảm. Thứ ba là lời thơ giản dị chân thành nhưng mà có nhiều từ lái gợi hình gợi cảm. Đó là nghệ thuật thành công của cả bài thơ. Nội dung qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác, em cảm nhận được điều gì? Như vậy thì chúng ta có thể cảm nhận được cái tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ cũng như cũng là mọi của mọi người đối với Bác. Đồng thời cũng thấy được tấm lòng yêu thương giản dị mà sâu sắc biết dù nào của Bác đối với quân và dân ta. Đó là cái nội dung thể hiện cái giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật được thể hiện trong bài Đêm Nay Bác Không Ngủ nha. Rồi các em có thể hiểu bài chưa nè? Rồi bốn la mã luyện tập. Cái phần luyện tập trong sách giáo khoa trang 68 đó kìa. Các em sẽ tập đọc diễn cảm bài thơ và học thuộc lòng năm khổ thơ đồng nha. Học thuộc lòng luôn năm khổ thơ đồng. Dựa theo bài thơ, em hãy viết cái bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về một kỷ niệm, một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. Thì cái này các em có thể tự, phần luyện tập này các em có thể tự làm vào trong vở soạn của các em. Trang 68 đó ha. Các em có thời gian rảnh chúng ta làm ha. Và nếu mà học thuộc bài thì chúng ta phải học thuộc năm khổ thơ đồng nha. Hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam nè. Hoa sen là tượng trưng cho người nha. Rồi hướng dẫn các em về nhà, các em sẽ sưu tầm một số bài thơ nói về cái tấm gương nhỏ tuổi mà anh Dũng nè. Học thuộc lòng bài thơ, cùng ghi nhớ sách giáo khoa trang 67, xem lại phần chú thích và văn bản, chuẩn bị bài ẩn dụ ha, đọc và trả lời câu hỏi ở sách giáo khoa hết nha mấy em. Và nhớ là tập trung vào cái phần luyện tập, xem trước bài tập trước nha. Khái niệm ẩn dụ là biện pháp như thế nào và tìm ví dụ minh họa nè. Rồi tìm hiểu ghi nhớ nha. Rồi, vậy là bài học của mình đến đây là kết thúc rồi các em. Thì sau cái bài học này các em nhớ là ghi vào trong tập cho đầy đủ nha. Ghi không kịp thì các em có thể bấm dừng lại. Nếu mà chưa hiểu thì chúng ta có thể nghe đi nghe lại. Và điều quan trọng đó là các em phải làm bài tập sau cái bài này. Các em phải có, sau mỗi một bài học đều có bài tập hết, các em phải làm. Cô lên, cô chấm, cô coi điểm bao nhiêu ha. Và đó sẽ là lấy điểm vào cái cột miệng vào cùng 15 phút của các em đó. Và đó là cố gắng làm những câu trắc nghiệm ha, nhớ làm bài tập mà cô đã cho. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây ha. Cô chào các em và hẹn gặp lại với em nha. Rồi, chúc các em học tốt nha. Rồi, tạm biệt.